Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, 16 tháng 9 năm 1961, 16 tháng 9 năm 2019 và 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Sáng nay, xã Nghĩa Dân tổ chức khánh thành nhà truyền thống của xã tại thôn Thổ Cầu, nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện. Nhà truyền thống xã Nghĩa Dân nằm trong khuôn viên di tích lịch sử văn hóa đền Thổ Cầu, nơi 58 năm trước, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong xã. Tại đây, Bác dạy, Nghĩa Dân là dân có nghĩa, phải tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt để làm gương cho các xã khác. Ghi nhớ, thực hiện lời dạy của người, gần 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Dân đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong mỏi. Đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 50 triệu đồng, một người một năm. Nhà truyền thống xã Nghĩa Dân được khởi công xây dựng từ năm 2017 với diện tích gần 300m² và các công trình phụ trợ sân với tổng kinh phí 4 tỷ 800 triệu đồng. Từ nguồn ngân sách của xã, trong nhà truyền thống có tượng Bác, ảnh, các kỷ vật liên quan đến Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh khi về thăm, làm việc tại xã qua các thời kỳ. Xây dựng nhà truyền thống để nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và toàn thể thế hệ trẻ và các cháu thiếu nhi đồng của xã Nghĩa Dân.